Chào mừng các bạn đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8 tóm tắt bài 1 trang 22 đến trang 27. Viết là một bài thơ 6 chữ hoặc là 7 chữ. Vận dụng những cái kinh nghiệm về cách làm một bài thơ đã học ở lớp 6 và lớp 7 và những cái kiến thức về thơ 6 chữ 7 chữ để làm một bài thơ 6 chữ hoặc là 7 chữ. Hướng dẫn quy trình viết đề bài đó là chúng ta sẽ làm một bài thơ 6 chữ hoặc là 7 chữ. Thể hiện cảm xúc của em về một sự vật vật hoặc là hiện tượng nào đó trong cuộc sống. Bước 1, trước khi viết thì các em sẽ đọc lại những cái bài thơ ở phần đọc để học cách thể hiện cảm xúc về cuộc sống của các nhà thơ. Quan sát cuộc sống xung quanh để chúng ta lựa chọn bất cứ cái đề tài nào gợi cho em nhiều cảm xúc. Bước 2, tìm ý tưởng cho bài thơ. Thì chúng ta chú ý đến cái sự vật hiện tượng đã để lại trong em cái ấn tượng cảm xúc sâu sắc nhất. Rồi xác định cảm xúc được gợi nên từ sự vật hiện tượng, ví dụ như cảm xúc vui tươi khi được quây quần cùng người thân ngày Tết, hoặc là niềm bâng khuâng xa xuyến khi mà hoa phượng rực đỏ sân trường. Bước 3, làm thơ. Thì các em chọn những cái từ ngữ miêu tả âm thanh, mùi vị, màu sắc, hình ảnh của sự vật hiện tượng để thể hiện cái cách nhìn, cách cảm sự vật hiện tượng. Dùng từ lấy hoặc là các biện pháp tu từ như nhân hóa, so sánh, ẩn dụ, điệp ngữ nói quá, nói giảm, nói tránh, đối lập để làm tăng hiệu quả biểu đạt của hình tượng thơ. Thay thế những cái từ ngữ đã có bằng những cái từ ngữ khác có nghĩa mà vần giống hoặc là gần nhau để gieo vần cho bài thơ. Ví dụ như là mình, tình, đông, hồng. Rồi lựa chọn những cái từ ngữ, dấu câu để mà tạo sự ngắt nhịp linh hoạt sao cho thể hiện được chính xác tình cảm, cảm xúc của em. Đọc diễn cảm các câu thơ đã viết, lắng nghe, xem giọng điệu có phù hợp với cảm xúc mà em muốn thể hiện hay không. Bước 4, chỉnh sửa và chia sẻ. Thì chúng ta dùng bảng kiểm dưới đây để chúng ta kiểm tra nội dung và hình thức của bài thơ. Bản kiểm hình thức và nội dung của bài thơ 6 chữ hoặc là 7 chữ. Về hình thức thì chúng ta có các tiêu chí là có cách dùng thơ 6 chữ hoặc 7 chữ, có nhan đề phù hợp với nội dung văn bản, sử dụng được ít nhất một cách gieo vần, sử dụng một số biện pháp tu từ, các cái từ ngữ trong bài thơ thể hiện chính xác điều người viết muốn nói, các hình ảnh trong bài thơ sống động thú vị, có cái độ dài tối thiểu 4 dòng thơ, mỗi dòng 6 chữ hoặc là 7 chữ. Về nội dung thì bài thơ thể hiện được một cái trạng thái cảm xúc, một cái suy ngẫm nào đó về thiên nhiên hoặc là con người. Rồi chúng ta sẽ đọc lại bài thơ từ vai trò của người đọc và trả lời câu hỏi như là: một, điều em thích nhất ở bài thơ này là gì? Hai, cần điều chỉnh những gì để cho bài thơ hay hơn? Tiếp theo, viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do. Thì đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do là đoạn văn thể hiện cảm xúc suy nghĩ của người đọc về một bài thơ tự do, thể thơ mà người viết không bị ràng buộc vào các quy tắc về số câu, số chữ, số dòng, cách gieo vần khi sáng tác. Thì yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do thì chúng ta trình bày cảm nghĩ của người viết về một bài thơ tự do, cấu trúc gồm có 3 phần. Mở đoạn, các em sẽ giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm nghĩ chung của người viết về bài thơ bằng một câu hoặc là câu chủ đề. Thân đoạn thì các em sẽ trình bày cảm xúc suy nghĩ của bản thân về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, làm rõ cảm xúc suy nghĩ bằng những cái hình ảnh từ ngữ được trích từ bài thơ. Kết đoạn thì chúng ta khẳng định lại cảm nghĩ về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với bản thân. Hướng dẫn phân tích kiểu đoạn văn. Thì ở đây chúng ta sẽ theo dõi cái đoạn văn chia sẻ cảm nghĩ về bài thơ Lời Con. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc bài thơ. Lời con bảo chùm bàn thân nhau quá, chẳng ai chịu ở một mình. Bố mặc quần dài nhanh lên, cô tivi sắp ra chào đấy. Thấy mẹ về gió reo lá vẫy, đúng cái cây là con cô gió rồi. Con muốn mặc áo đỏ đi chơi, như tờ lịch những ngày mẹ nghỉ. Đài ngâm thơ con nghe ước thế, mẹ cũng ngâm thơ vào nước cho hay. Không ăn được nhưng nhiều cây, mẹ mua cho con quả núi. Báo của mẹ là Hà Nội mới,
hôm qua là Hà Nội cũ phải không? Mẹ bận không lên chơi Bắc Ngân, hay mẹ dán tem gửi con đi vậy? Mẹ ngồi trước mênh mông trang giấy, muốn viết mà câu chữ cằn khô. Chợt nhớ chuyện bâng quơ con nói, mẹ ghi vào thành một bài thơ. Phan Thị Thanh Nhàn in trong Văn học và Tuổi trẻ, số tháng 10, hai số 293 năm 2013. Như vậy, tiếp theo chúng ta sẽ theo dõi hướng dẫn phân tích kiểu đoạn văn. Ở đây đoạn văn chia sẻ cảm nghĩ về bài thơ Lời Con. Bài thơ Lời Con của Phan Thị Thanh Nhàn đã đưa tôi về thế giới tuổi thơ hồn nhiên, đồng thời khiến tôi ngạc nhiên thích thú vì những phát hiện tinh tế của nhà thơ về trẻ con. Chỉ có thể qua đôi mắt trẻ thơ, thế giới mới hiện lên trong veo ngộ nghĩnh và thú vị đến thế. Cô Tivi, cái cây là con cô gió, ngâm thơ vội. Bài thơ có ba khổ thì hai khổ đầu là những lời con nói với mẹ về cuộc sống qua cách cảm nhận hồn nhiên, ngây thơ của đứa trẻ. Đó chính là nét độc đáo, đặc sắc và thú vị của bài thơ. Ở khổ thơ cuối, giọng thơ đầm lại, chuyển từ vui tươi, hồn nhiên sang sâu lắng, chiêm nghiệm. Người mẹ muốn làm thơ nhưng cảm xúc chưa nảy sinh, câu chữ cằn khô. Đúng lúc này thì những lời nói ngây thơ hàng ngày của con vang lên trong tâm trí mẹ khiến cảm xúc tuôn trào. Hình ảnh đứa con yêu đã trở thành mạch nguồn trong lành dạt dào, gợi nhiều cảm xúc nhất để tiếng thơ của mẹ cất lên thành lời. Tôi thầm cảm ơn nhà thơ đã giúp tôi thấm thía một điều thiêng liêng. Đối với cha mẹ, con cái luôn là món quà tuyệt vời nhất. Rồi sau khi đọc thì các em sẽ thực hiện các yêu cầu sau. Một, xác định nội dung, câu chủ đề, câu kết đoạn của đoạn văn trên. Thì câu chủ đề là tự bài thơ Lời Của Con cho đến là của nhà thơ về trẻ con. Còn câu kết đoạn là tôi thầm cảm ơn nhà thơ đã giúp tôi thấm thía một điều thiêng liêng, đối với cha mẹ con cái là món quà tuyệt vời nhất. Số 2 nhỏ tóm tắt phần thân đoạn. Thì bài thơ được chia thành 3 đoạn thể hiện những cái nội dung khác nhau. Nếu hai khổ thơ đầu là tình cảm, cảm nhận ngây thơ hồn nhiên của con về cuộc sống khi con kể chuyện với mẹ, thì khổ cuối là sự nghẹn ngào, hình ảnh đứa con và tình mẫu tử thiêng liêng khiến cho người mẹ dạt dào cảm xúc sáng tác nghệ thuật. Câu 3, tác giả dùng ngôi thứ mấy để chia sẻ cảm nghĩ, cảm xúc và suy nghĩ được thể hiện như thế nào trong bài viết? Thì tác giả đã dùng ngôi kể thứ nhất xưng tôi. Đối với tác giả và tất cả những người mẹ thì đứa con là tài sản vô giá, là nguồn sống, là tình yêu thương vô bờ. Câu 4, tác giả sử dụng những cái bằng chứng nào trong cái bài thơ để làm rõ cảm nghĩ của mình? Thì để làm rõ cái cảm xúc của mình, tác giả đã lắng nghe con, chia sẻ cùng con, đặc biệt là tác giả đã nhắc lại được tất cả những điều con nói, những điều con đã tâm sự. Câu 5, tìm các phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn. Thì phép thế đó là thế cho những lời con nói với mẹ về cuộc sống qua cách cảm nhận hồn nhiên ngây thơ của đứa trẻ. Rồi phép nói đúng lúc này. Tiếp theo hướng dẫn quy trình viết đề bài. Ở đây chúng ta chọn một bài thơ tự do mẹ em yêu thích, rồi các em viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ đó. Bước 1, chuẩn bị trước khi viết thì các em hãy trả lời các câu hỏi sau. Thơ tự do là thể thơ như thế nào? Đoạn văn chia sẻ cảm nghĩ về một bài thơ tự do. Có đặc điểm gì về hình thức và nội dung? Rồi mục đích viết của đoạn văn này là gì? Người đọc đoạn văn này có thể là ai? Họ muốn thu nhận điều gì từ đoạn văn của em? Với mục đích và người đọc đó thì em sẽ chọn nội dung và cách viết như thế nào? Rồi đọc lại các yêu cầu viết đoạn văn chia sẻ cảm nghĩ về một bài thơ tự do. Rồi tìm bài thơ đúng thể loại, ví dụ những cánh bờm Hoàng Trung Thông, Mây và Sóng của Rabindranath Tagore, Con là Y Phương, Đời Mẹ của Vũ Bùng Phương. Bước 2, tìm ý và lập dàn ý thì chúng ta đọc diễn cảm bài thơ vài lần để cảm nhận cái nhạc điệu được thể hiện qua cách gieo vần mắt nhịp. Rồi xác định những cái hay của bài thơ về cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ, nhạc điệu, cái sắp xếp bố cục. Rồi ghi lại những cái cảm xúc và suy nghĩ mà bài thơ được gửi cho em bằng một vài cụm từ. Tiếp theo, sắp xếp các ý đã ghi theo sơ đồ tham khảo. Mở đoạn thì chúng ta sẽ giới thiệu nhân đề, tên tác giả, nêu cảm nghĩ chung về bài thơ.
Thân đoạn thì chúng ta nêu các ý thể hiện cảm xúc và suy nghĩ về toàn bộ bài thơ hoặc là một vài nét độc đáo của bài thơ. Kết đoạn thì chúng ta khẳng định lại cảm nghĩ về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với bản thân. Bước 3 viết đoạn thì chúng ta triển khai bài viết dựa trên cái dàn ý. Khi viết thì chúng ta cần chú ý đảm bảo yêu cầu về nội dung hình thức của đoạn văn. Bước 4 chúng ta xem lại và chỉnh sửa rút kinh nghiệm. Thì các em dùng bảng kiểm dưới đây để chúng ta tự điều chỉnh, tự cái chỉnh sửa đoạn văn của mình. Bảng kiểm kỹ năng viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do. Thì ở đây chúng ta ở dưới bảng dưới đây chúng ta có phần mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn và có những cái tiêu chí thì chúng ta dựa vào đây để chúng ta tự chỉnh sửa đoạn văn của mình. Rồi đọc lại đoạn văn từ góc độ của người đọc và trả lời hai câu hỏi dưới đây. Một, điều gì của đoạn văn này là em thích nhất? Hai, em sẽ đề xuất người viết điều chỉnh những gì để đoạn văn hấp dẫn hơn. Tiếp theo, các em cùng theo dõi bài tập đề bài. Ở đây chúng ta chọn một bài thơ tự do mà em yêu thích, rồi chúng ta viết đoạn văn ghi lại kèm cảm nghĩ của em về bài thơ đó. Thì đây, chúng ta sẽ cùng theo dõi cảm nghĩ của em về bài thơ Ông Đồ. Vũ Đình Liên là một nhà thơ đa tài đã để lại cho kho tàng văn học Việt Nam nhiều tác phẩm nổi bật. Thơ ông mang lại một giọng điệu hoài cổ rất đặc trưng. Ông Đồ là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Vũ Đình Liên đã để lại cho văn học Việt Nam. Bài thơ được sáng tác năm 1936 trong hoàn cảnh nền Hán học đang mất dần vị thế do sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây. Ông Đồ là tác phẩm nổi tiếng, nói lên thực trạng đáng buồn của một loại hình nghệ thuật vốn là truyền thống đang ngày càng mai một và dần lùi sâu vào dĩ vãng. Nó mang đến một sự tiếc nuối vô cùng của tác giả cho một sự đổi thay không đáng có. Bài thơ ra đời khi nho học bị thất sủng, những tinh hoa nho giáo xưa nay chỉ còn là tàn tích. Ông Đồ và chữ nho cũng trở thành một tàn tích khi người ta vứt bút lông đi sắc bút chì. Hai khổ thơ đầu Vũ Đình Liên đã gợi nhắc lại thời huy hoàng của ông Đồ. Mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông Đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Bao nhiêu người thuê viết tấm tắc ngợi khen tài hoa tai thảo như phượng múa rồng bay. Khổ thơ đầu gợi nên thời gian, địa điểm nơi ông Đồ làm việc, thời gian là vào mùa xuân. Mùa đẹp nhất trong năm với hình ảnh hoáng dụ là hoa đào nở đã cho ta thấy ông Đồ đã làm việc khi trời bắt đầu vào độ đẹp nhất của năm, không khí mùa xuân. Hình ảnh hoa đào nở đã thắm tươi, nay lại thêm mực tàu giấy đỏ là mọi nét vẽ trong bức tranh tả cảnh ông Đồ thời kỳ huy hoàng này đậm dần lên rõ nét tươi vui tràn đầy sức sống. Đặc biệt là từ lặp lại về thời gian lại đã cho thấy sự gắn bó lâu dài giữa ông Đồ với mùa xuân. Công việc viết chữ của ông Đồ không chỉ diễn ra trong một năm mà đã từ mùa xuân năm nay này, năm này qua mùa xuân năm khác. Địa điểm nơi ông Đồ viết chữ là bên phố đông người qua. Dòng chữ đông đúc, dòng người đông đúc nơi phố ngược phường mỗi dịp xuân về. Quan trọng hơn cả là lòng dòng người đông đúc ấy đều quan tâm đến ông Đồ. Bao nhiêu người thuê viết và biết thưởng thức tài năng của ông Đồ tấm tắc ngợi khen tài. Tác giả tả nét chữ của ông Đồ hoa tai thảo những nét như phượng múa rồng bay. Nghệ thuật so sánh của hai câu thơ này làm toát lên cái khí chất trong từng nét chữ của ông Đồ. Đó là nét chữ đẹp, khoáng khoáng, cao quý. Qua việc ngợi khen nét chữ, tác giả đã gửi gắm sự kính trọng, ngưỡng mộ, nâng niu nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Trong hai khổ thơ đầu, hình ảnh ông Đồ xưa trong thời kỳ huy hoàng đã được tác giả kính trọng ngưỡng mộ. Qua hình ảnh ông Đồ Vũ Đình Liên cũng thể hiện được tình cảm chân quý đến những cái giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Hai khổ thơ tiếp theo tác giả đã vẽ lên bức tranh ông đồ thời nay. Một kẻ sĩ lạc lõng giữa dòng đời đã không còn phù hợp, dòng đời mà ở đó chữ nho đã trở thành một tàn tích. Nhưng mỗi năm mỗi vắng người thuê biết nay đâu, giấy đỏ buồn không thấm mực đậm trong nghiêng sâu. Ông đồ vẫn ngồi đó, qua đường không ai hay, lá vàng rơi trên giấy, ngoài trời mưa bụi bay. Năm nay đào lại nở, khung cảnh mùa xuân vẫn diễn ra nhưng con người đã thay đổi. Người thuê viết nay đâu, đây là một câu hỏi tu từ chứa đựng băn khoăn. Như nỗi buồn của tác giả trước sự thay đổi của con người. Mùa xuân vẫn đẹp như thế nhưng con người đây không còn quan tâm đến cái nét đẹp văn hóa xưa. Đây là câu thơ vẽ lên cảnh lụi tàn của văn hóa chữ nho xưa. Giấy đỏ buồn không thấm mực đậm trong nghiêng sầu. Trước sự hờ hững của con người, đồ vật cũng ám muội muộn phiền. Hình ảnh nhân hóa khiến cho giấy đỏ mực nghiêng cũng có cảm xúc như con người bị lãng quên. Giấy đỏ cũng nhạt màu đi. Mực động lại nơi nghiêng hay động lại trong nỗi buồn, nghiêng sầu nghe thật đi ai. Hình ảnh ông đồ thời nay cũng đã thay đổi, ông đồ vẫn ngồi đó qua đường không ai hay. Nếu như trước đây bao nhiêu người thuê viết tấm tắc ngợi khen tài thì nay hình ảnh ông đồ đã âm thầm lặng lẽ, mờ phai dần trong sự lãng quên của mọi người. Vốn dĩ nghề ông đồ là nghề của những nho gia xưa, không đạt được ước mơ khoa bảng phải về bốc thuốc dạy học hay là trải chiếu bán chữ, là việc bất đắc dĩ của một nho gia. Chữ nghĩa chỉ để cho chứ ai lại bán. Như Huấn Cao trong chữ người tử tù: đời chỉ cho ba chữ ba lần. Vậy mà ở đây ông đồ phải bán chữ để kiếm sống đã đủ thấy bất hạnh của kiếp người nho sĩ. Trước đây được mọi người đón nhận, ít ra còn kiếm sống được bằng nghề này. Đến nay nho học thất sủng, người ta không còn quan tâm đến ông đồ. Đến chữ ông viết tức là không kiếm sống được bằng chính khả năng của mình nữa. Ở đây không chỉ là bất hạnh của tài năng mà còn bất hạnh cơm áo gạo tiền. Khung cảnh quanh ông đồ cũng chứa đựng nỗi buồn. Lá vàng rơi trên giấy, ngoài trời mưa bụi bay. Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình, cảnh vật mùa xuân cũng trở nên tàn tạ. Buồn theo nỗi buồn của con người, quả là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nguyễn Du. Khổ thơ cuối tác giả dùng để bày tỏ nỗi lòng thương xót đối với ông đồ cũng như đối với một nét đẹp văn hóa bị mai một của dân tộc. Năm nay hoa đào nở không thấy ông đồ xưa, những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ. Mở đầu bài thơ tác giả viết mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông đồ già, thì kết thúc bài thơ tác giả viết năm nay hoa đào lại nở không thấy ông đồ xưa. Kết cấu đầu và cuối tương ứng của bài thơ giúp cho bài thơ chặt chẽ, có tính liên kết thành một thể thống nhất, song cũng khắc sâu nỗi buồn của tác giả trước sự biến mất ngày càng rõ ràng của nét đẹp truyền thống dân tộc. Cảnh thiên nhiên vẫn tươi đẹp, hoa đào vẫn nở, nhưng ông đồ không còn bài mực tàu giấy đỏ. Ông đồ đã biến mất hoàn toàn trong bức tranh mùa xuân không thay đổi ấy. Thời gian cảnh vật đã quên lãng đi người xưa, hay chính là nét đẹp truyền thống đã biến mất? Câu hỏi tu từ, những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ? Là sự tiếc thương của tác giả đối với ông đồ với giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Hình ảnh ông đồ là đại diện cho một lớp người đang tàn tạ cũng như những cái giá trị tiền truyền thống đang bị lãng quên, qua đó thể hiện cái niềm cảm thương của tác giả trước sự tha hóa của xã hội và nỗi tiếc nhớ cảnh cũ người xưa.